Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 4, khóa 13. Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10, Đắk Nông tổ chức chương trình Khát vọng Đắk Nông, bắt một giám đốc công ty lừa đảo hơn 8 tỷ đồng. Đó là những thông tin chính sẽ có trong chương trình Tin tức Đắk Nông, ngày hôm nay, 12 tháng 10. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, ngày 11 tháng 10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 4 khóa 13 bằng hình thức trực tuyến toàn quốc. Hội nghị Trung ương 4 đã thảo luận, thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022, đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2024 việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương, báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua và quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới cùng một số nội dung quan trọng khác. Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, sáng ngày mai, 13 tháng 10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đắk Nông tổ chức chương trình Khát vọng Đắk Nông để kết nối doanh nhân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp. Đây là sự kiện quan trọng, với quy mô trực tuyến và trực tiếp lớn, được cán bộ, cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong và ngoài tỉnh quan tâm chương trình tổ chức tại trung tâm hội nghị tỉnh truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh và truyền hình tỉnh đắk nông và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các huyện xã thị trấn và các doanh nghiệp trên các mạng xã hội chương trình gồm tọa đàm lắng nghe ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp phát động quỹ doanh nhân và trao giải sản phẩm đặc trưng của tỉnh đắk nông ngoài quảng bá tiềm năng thế mạnh thiện trí thu hút đầu tư của đắk nông chương trình còn là dịp để lãnh đạo tỉnh lắng nghe các ý kiến tâm tư nguyện vọng, những chia sẻ, hiến kế của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ sản xuất kinh doanh đối với chính quyền địa phương. Theo số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông, toàn tỉnh hiện có 2.225 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng số vốn đăng ký hơn 55.000 tỷ đồng. Trong số này, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có 66,76%, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có 27,17%, còn lại là lĩnh vực khác hoặc mới đăng ký thành lập chưa xác định được ngành nghề nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đang không ngừng nỗ lực, tìm tòi, ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất vào sản xuất để xây dựng thương hiệu, tạo việc làm cho người lao động. Chỉ tính riêng giai đoạn 2016-2020, các doanh nghiệp đóng góp số thu ngân sách của tỉnh trên 5.941 tỷ đồng. Tính đến ngày 12 tháng 10, Đắk Nông có 543 trường hợp mắc COVID-19 đã được chữa khỏi và xuất viện, chiếm 63% tổng số ca mắc. Tính từ 12 giờ trưa ngày 11 đến 12 giờ trưa ngày 12 tháng 10, Đắk Nông ghi nhận 7 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh lên 861 trường hợp. Trong số các ca mắc mới, huyện Cư Rút có 2 ca, Gia Nghĩa 1 ca, Đắk Lấp 2 ca, Tuy Đức 1 ca và Đắk Song 1 ca. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can, khám xét nơi ở đối với Lê Thị Hồng. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng Nam Nhân, có địa chỉ ở thôn Ba, xã Quảng Tím, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế. Theo kết quả điều tra ban đầu, công ty do Lê Thị Hồng làm giám đốc đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền, vật tư xây dựng của một công ty và một cá nhân với tổng số tiền 8,3 tỷ đồng. Ngoài ra, trong thời gian từ năm 2016 đến 2017, công ty Nam Nhân còn thực hiện 58 hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, hoán đổi kiosk sạp chợ với mục đích chuyển nhượng 108 điểm kinh doanh tại chợ Quảng Tín. Huyện Đắc lấp cho 44 hộ dân, tiểu thương kinh doanh với tổng số tiền trên hợp đồng là hơn 22 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là hơn 2 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không kê khai nộp thuế. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.